Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đề nghị kỷ luật lãnh đạo EVN do để gián đoạn nguồn điện. Argentina sẽ tiến hành bầu cử tổng thống vòng 2. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét thông qua 9 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật. Quốc hội cũng xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét các báo cáo công tác tư pháp, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2023. Tại kỳ họp này, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư. Quốc hội xem xét quyết định việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Xem xét kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023. Đặc biệt, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kỳ họp thứ 6 có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 990 ngày 21 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, yêu cầu rà soát kỹ lại và triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước phải rà soát kỹ lại và triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình tín dụng 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản. Để tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố đề nghị xây dựng luật khu công nghiệp, khu kinh tế và đang lấy ý kiến các bên liên quan. 6 nhóm chính sách được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất gồm chính sách về việc lập phương hướng xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp trong quy hoạch vùng, phương án phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp trong quy hoạch tỉnh, chính sách quy định về điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, thành lập khu kinh tế, ưu đãi đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, các dự án đầu tư thực hiện liên kết ngành tại khu kinh tế, khu công nghiệp. Đặc biệt, dự án luật đề xuất chính sách thúc đẩy sự phát triển của các loại hình khu công nghiệp mới, khu kinh tế mới, khu chức năng mới trong khu kinh tế. Theo đó, một trong những giải pháp cần làm là xây dựng luật điều chỉnh hoạt động của khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng xác định rõ trọng tâm phát triển và cơ chế chính sách vượt trội về hạ tầng, tiếp cận đất đai, thủ tục hành chính, tạo ra các thiết chế giải quyết tranh chấp và thực thi để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất kỷ luật khiển trách với các lãnh đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN do để gián đoạn cung ứng điện. Theo đó, Ủy ban đề xuất kỷ luật khiển trách đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Dương Quang Thành, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân, Phó Tổng Giám đốc Ngô Sơn Hải và Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Ủy ban cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với các cá nhân khác có liên quan theo nguyên tắc công minh, khách quan, không bỏ lọt tập thể cá nhân có vi phạm khuyết điểm. Đồng bộ với công tác kiểm điểm, xử lý kỷ luật, Ủy ban cũng đã triển khai thực hiện công tác cán bộ tại EVN. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các trường phổ thông, trong đó hội đồng lựa chọn sách của các trường do hiệu trưởng thành lập. Mỗi trường là một hội đồng, căn cứ vào kết quả của các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo trình, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các trường tại địa phương.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục sách được phê duyệt để sử dụng trong các trường trước ngày 30 tháng 4 hàng năm. Theo World Data Lab, tổ chức phân tích dữ liệu uy tín toàn cầu, trong năm 2024, Việt Nam có thêm 4 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu và đến năm 2030 có thêm 23,2 triệu người. Tiêu chí để xác định trung lưu là người chi tiêu ít nhất 12 đô la Mỹ mỗi ngày. Còn trong danh sách 9 quốc gia châu Á được dự báo có số người gia nhập tầng lớp trung lưu lớn nhất năm 2024, Việt Nam đứng thứ 5 với 4 triệu người. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2022, dân số Việt Nam là hơn 99,46 triệu người, GDP 9,5 triệu tỷ đồng, tương đương 409 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,02% so với năm 2021. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan bầu cử quốc gia Argentina DINE cho biết không có ai trong số 5 ứng cử viên tổng thống giành đủ số phiếu cần thiết để có thể tuyên bố giành chiến thắng ngay trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 22 tháng 10. Với 93,3% số phiếu bầu đã được kiểm, ứng cử viên Sergio Massa do Liên minh cầm quyền theo đường lối trung tả của Liên minh vì Tổ quốc đề cử dẫn đầu với 36,4% số phiếu ủng hộ. Ở vị trí thứ hai là hạ nghị sĩ theo đường lối cực hữu Javier Milei với 30,1% và về thứ ba là chủ tịch đảng đề xuất Cộng hòa bà Patricia Burrich với 23,8% số phiếu bầu. Theo hiến pháp của quốc gia Nam Mỹ này, để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, một ứng cử viên phải giành được tối thiểu 45% số phiếu ủng hộ hoặc 40% số phiếu ủng hộ, song phải cách biệt ít nhất 10% so với ứng cử viên ở vị trí thứ hai. Như vậy, Argentina sẽ phải tiến hành bầu cử vòng 2 để bầu ra nhà lãnh đạo mới trong nhiệm kỳ 2023-2027. Ngày 22 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ tới thủ đô Tehran của Iran ngày 23 tháng 10 để hội đàm với những người đồng cấp trong khu vực. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông và căng thẳng gia tăng ở khu vực biên giới giữa Armenia và Azerbaijan. Thời gian qua, Nga và Iran đã mở rộng quan hệ đối tác song phương trong bối cảnh hai nước đều đang chịu các biện pháp trừng phạt từ phương Tây. Ngày 23 tháng 10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông đang chuẩn bị thực hiện các biện pháp cải thiện nền kinh tế, bao gồm cắt giảm thuế thu nhập cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lạm phát và giảm thuế cho các công ty để thúc đẩy đầu tư. Trong bài phát biểu khai mạc phiên họp Quốc hội mới, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết đã đến lúc chuyển từ nền kinh tế chi phí thấp, lương thấp và cắt giảm chi phí sang nền kinh tế được hỗ trợ bởi tăng trưởng nhờ tăng lương bền vững và đầu tư tích cực. Tuy nhiên, việc cắt giảm thuế cũng gây ra nhiều khó khăn khi chính phủ phải tìm nguồn vốn để tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng của Nhật Bản trong vòng 5 năm theo kế hoạch. Theo số liệu thống kê mới nhất của Cảnh sát Đức, trong tháng 9 năm 2023, nước này đã ghi nhận 21.366 người nhập cư trái phép, mức cao nhất hàng tháng kể từ tháng 2 năm 2016 với 25.650 người nhập cảnh sau đỉnh điểm cuộc khủng hoảng người tị nạn năm 2015. Tính trong 9 tháng đầu năm 2023, tại Đức đã có tổng cộng 92.119 người nhập cảnh bất hợp pháp. Với tốc độ hiện nay, nước này có thể sẽ phải tiếp nhận số người nhập cư trái phép vượt con số 112.000 người của năm 2016. Mới đây nhất phát biểu trước báo giới ngày 21 tháng 10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thừa nhận rằng quốc gia này cần tiến hành trục xuất quy mô lớn và sớm nhất có thể những người di cư bất hợp pháp không đủ điều kiện ở lại Đức. Ngày 22 tháng 10, khoảng 245 người di cư đã cập cảng Lampedusa của Italy sau khi được giải cứu khỏi một chiếc thuyền đánh cá dài 20 mét đang trên hành trình di chuyển từ Zuara, Libya và đối diện với nguy cơ bị lật trên biển. Những người di cư cho biết họ đến từ Syria, Pakistan, Ai Cập và Bangladesh và đã trả cho các đối tượng buôn lậu từ 2.000 đến 5.000 euro một người để vượt biển. Đảo Lampedusa của Italy trên địa Trung Hải gần đây đã tiếp nhận hàng trăm con thuyền chật ních người di cư từ châu Phi, trong đó có tới 7.000 người trên 122 thuyền chỉ trong tuần gần nhất, nhiều hơn dân số thường trú trên đảo. Khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza hiện đang phải đối mặt với một khó khăn rất lớn với tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh cơ bản và nguy cơ cắt điện. Bác sĩ Nasser Bunbun cho biết, khoa chỉ hoạt động với 10 máy thở. Các bác sĩ đang thiếu hụt nghiêm trọng các loại thuốc cơ bản, trong đó có thuốc kháng sinh. Chúng tôi kêu gọi mọi người gửi các vật tư y tế cần thiết cho chúng tôi, nếu không chúng ta sẽ phải đối mặt với một thảm họa lớn. Nếu mất điện, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 55 trẻ sơ sinh đang cần điều trị này.
Xung đột tại dải Gaza đã khiến 2,3 triệu người trong khu vực này cạn kiệt lương thực, nước, thuốc men và nhiên liệu. Đến đây bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.